Đây là xúc kép Ebow NA218B bàn giao cho người nhà ông bác em ở trong làng. Ông nào hôm nay sau sự kiện tiệc cưới ông nào sẽ review hệ thống dàn máy sau nhá. Nói chung là rất khủng bố rồi. Thì bác là có trao đổi sang đôi xúc Yamaha R118W. Con này là đời sản xuất tại Trung Quốc, 18 inch 500W bốc gam. Pack là 1000W, tức là công suất tối đa con này chịu được là 1000W. Đấy, các bác có thể dùng đẩy tầm 350 đến 500W là đánh thoải mái. Nhẹ 97 dB, speak công phone. Con netter tức là kết nối. Con này là hàng xịn nhá. Nhưng mà báo cáo luôn các bác là tình trạng là một con là bị giá này nắp chắn bụi, chắc khả năng côn kiếc là có vấn đề. Một chiếc là ngon. Súp quăng model là R118W này. Speak công này. Vậy, phone này, cộng 1.1 này, CD email này, 01021 này, 01022 này, CD liền kề nhá, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy, thùng gỗ, thùng này là gỗ MDF. Đấy, không phải là gỗ dán, hàng này là hàng hội trường. Nên là nó có thiết kế rất đơn giản. Như này, chiều cao cũng khá là cao. Nó có một vách thoát nước ở dưới. Nên là các bác để gia đình chuột bọ chui vào thì em không biết đâu nhá, về tự tìm cách nhá. Bát của nó thì vẫn là bát xịn, nhưng một chiếc là bị làm lại. Có sao nói vậy, buôn thật bán thật, không sợ gì cả. Đấy, Yamaha, đôi này các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nha. Giá cũng không phải rẻ lắm đâu. Nói chung cái đôi này nếu mà mới thì mới cứng, nhập khẩu như chiếc là từ 16 đến 18 triệu một chiếc. Các bác có thể tham khảo các website tại Việt Nam. Còn hàng như này thì giá dưới 10 triệu một đôi, chưa tính phí ship. Dưới 10 triệu, thì em về em sẽ vệ sinh nữa. Bụi bẩn như này này. Nói chung là các bác mua không khác gì là xúc Trung Quốc cao cấp rồi. Mà con này chính là hàng hãng sản xuất tại Trung Quốc. Cao cấp, Yamaha đồ đắt lắm, không có rẻ. Tất cả đồ gì Yamaha nó rất là đắt, không có rẻ. Đây anh em tiện quay qua lên trên cái Ebow này đã. Kỷ niệm cuối cùng trước khi là theo bác khách về nhà mới. Ebow xúc 218. Bác ra bác nghe thử lúc sau bác kết mà bác nói thôi. Để lại cho bác. Nói đúng ra là người nàng thì để thôi, còn người ngoài là khó lắm. Người ngoài là phải xem ở đâu, đã xem YouTube là khác này. Tự nhiên đi qua là lại giá một khác này. Tự dưng mà đi qua này em không có bán rẻ đâu. Đấy. Cái bánh này không thọ được cái trần này. Bánh này bác phải thay cơ. Thế mà không thọ được cái. Bánh có 37.000 một cái. Bác mua cái bánh 73.000 một cái nó khác hoàn toàn. Thế là bánh này không về. Đây dài thì chiều nay em sẽ đóng hàng và gửi hàng cho các bác này. Bác khách ở trong Nghệ An là chuyển tiền hết rồi nha.
chuyển còn dư ra 1,5 triệu, bảo chú hộ anh cái tiền cước nhá. Đấy. Anh đưa chú 1,5 triệu, chú hộ anh cái tiền cước. Thế thì không biết là tả kiểu gì đây. Thì vâng, đấy là cả đôi master này và hai đôi dây, thì em sẽ tặng cho bác là hai đôi dây loa. Quà tặng cuộc sống của ít nhưng lòng nhiều. Đấy. Nói chung là bán sao lưu thôi, chứ lãi chỉ được một vài triệu, tiêu nhằng là hết ngay, đủ giá lãi ngân hàng chấm hết. Các bác biết rồi đấy, buôn thì nó là thế. Đây là hàng lên đường cho ông bác ở trong làng này các bác này. Đấy. Ông nữa lúc nào sẽ lấy cái mút và mang vào nắp cho, thì vào quay review luôn cho các bác xem là cả hệ thống hoành tráng lắm. À, đoạn này bắt đầu mới khổ này. Đấy. Ui dồi, ui dồi. Thoát nạn rồi.